vì trong hang này sẽ có hai ông rắn, còn gọi là hanh xà và bạch xà theo câu chuyện. Và đây là chỉ là một cái cửa hang thôi, và cái hang động thì có độ sâu rất là sâu, và bây giờ là bích lại. Đây là Phật Phật Thích Ca. Hai ông rắn bảo vệ cho ông Phật. Cái đường lối đi này nó hơi hẹp nha, đi khoảng được một người chen qua thôi, hơi nhỏ. Ui, hình như là cái đường này là đi lên đi. Trong đây thì mát mẻ quá vậy, nhưng mà đi hơi mệt nha. Thì rất nhiều cầu thang cao nữa, đó đi cầu, hơi nhỏ. Cầu thang này được đá. Ngày xưa đây là một cái hang tự nhiên quý vị, nhưng sau này thì được làm cái cách sư ở đây thì làm cái gọn gàng lại để du khách có thể đến để nó cổ lắm. Ở đây là quanh năm là hoa màu là đủ hết, nhất là hoa giấy với cái hoa vàng vàng này. Hoa vàng vàng này là lúc nào cũng mọc đầy hết. Sâm Thị xin chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Sâm Thị Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Sâm Thị đang có mặt tại núi Sam, mà nơi Sâm Thị đang đứng là chùa Phước Điền. Phước Điền còn gọi là chùa Hang, và chùa Hang này là trong 7 chùa Hang ở các tỉnh, ví dụ như là chùa Hang ở Tuyên Quang nè, chùa Hang ở Thái Nguyên nè, chùa Hang ở Đồ Sơn, rồi Hà Tĩnh, Tây Ninh, rồi ở Hà Tiên cũng có nha. Và ở đây là chùa Hang ở Châu Đốc, thì còn gọi là cái tên là chùa Phước Điền. Phước là phước lành, còn mà Điền là ruộng, là nơi là đất để mà gieo trồng phước lành nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để mà có thể là chiêm bái nè, rồi lễ Phật nè, rồi có thể là tham quan những khu di tích lịch sử. Đây cũng là một trong những di tích lịch sử tại thành phố Châu Đốc nha. Nếu mà mình đi xe ô tô hoặc là xe đi gắn máy, mình có thể là đậu xe và mình gửi xe ở phía trong này hoặc là ở phía ngoài cổng của mình. Thì một vé ô tô, thì một xe ô tô thì có giá khoảng là 30.000 cho một người một xe. Xe của Sâm Thị là 4 chỗ thì có giá là 30.000. Còn mà xe ô tô gắn máy thì có khoảng là hình như là 10.000 hay sao á. Còn xe to hơn nữa thì Sâm Thị không biết. Ngoài ra ở cái đường mà mình đi lên cổng của chùa Hang thì trên này hình như nghe nói là tới 200 mấy bậc. 200 mấy bậc mà hôm nay khách du lịch thập phương các nơi là đến viếng bà, xong rồi ghé ngang chùa Hang, có thể là đi chùa Hang. Và nơi này là một di tích lịch sử rất là đẹp luôn. Ngoài chùa Hang thì những nơi lân cận là có viếng bà Chúa Xứ nè, rồi chùa Tây An, rồi Lăng Hội Ngọc Hầu, và cái thứ tư là chùa Phước Điền, còn gọi là chùa Hang. Hôm nay nắng quá. Hôm nay giờ này là cận khoảng 9 giờ. Thế là nắng. Đâu? Dắt bỏ dưới để nó bỏ chợ. Lúc đi hết mình, lúc về mất hết. Lúc đi hết mình, lúc về hết. Cái thì có hai đường đi, lúc trước thì chỉ có những cái bậc thang thôi, bây giờ thì làm những cái đường đi như vậy luôn. Lâu rồi Sâm Thị chưa đi lại đây. Cả nhà thấy là khi mà mình đi lên những cái bậc thang thì sẽ có những cái quầy, những quầy bán đồ ăn, đó, ví dụ đồ ăn nước uống xong đi, đi ai mệt thì cứ ghé lại ăn. Chế may nè, rất là nhiều luôn. Cái quầy của chị bé xinh xinh. Lúc trước nhớ có cái cầu đó. Cầu tình yêu xong đi. Cái cầu của ông xã chị làm cái gì á. Mình đi vừa đi mà mình vừa nói chuyện thì nó sẽ khỏe hơn. Và trên những này là những cái bậc thang là khoảng 200 mấy bậc thang. Có cái tay nắm như thế này nè, bằng inox á, mình đi mình cũng không đây có bị cái kiến trúc rất là đẹp quá vậy. Này là bên Địa Tạng Dương. Địa Tạng Dương Bồ Tát. Và có những kiến trúc thì ở chùa Hang thì sẽ có cái kiến trúc màu hơi hơi màu nâu nâu á. Giống như ngôi chùa ở bên Đài Loan á thôi ha. Theo kiến trúc Đài Loan á.
Bây giờ là hiện tại thì mình đang quay thì lúc có nắng lúc không có gì, thì khi nó hơi tối hoặc là nó hơi chói nắng. Hơi chói nắng. Bây giờ là mình đang đi lên núi từ từ á, đi bằng những cái bậc thang như thế này. Đây đây chút xíu là thấy mệt. Nhưng mà mẹ nói là đi chùa là không nói mệt nha, mẹ nói là đi khỏe, khỏe là sẽ không có mệt. Đây là sơ đồ kiến trúc của chùa Heo. À, có tổng cộng là 23 chú thích ở đây. Cổng chùa, địa tạng Như Bồ Tát nãy mình mới đi qua đó. Tháp nè, phòng qua lưu niệm. Phòng qua lưu niệm thì ở dưới này. À, tứ đại hiên dương. Tứ đại hiên dương thì chưa đi nè. Còn những cái mục này thì mình sẽ đi từ khắp khác từ từ nha. À, mệt quá. Mới nói. Mới nhắc không cho nói mệt, giờ không phải nói mệt. Đúng là anh nhìn hình như đó đi gặp là cái cách mà sắp đáng về nhớ một cái địa điểm nào mình đã từng đi qua. Ờ, Hà Giang thôi. Đúng rồi. Bên Hà Giang của các cô các chú là sẽ sắp những cái viên đá mà nhỏ hơn. Sẽ sắp thành cái hàng gạo phía trên này nè. Cái này như thầy đang chuẩn bị gạch để xây dựng đó xong ấy. Đúng rồi. Dựng chỉ tới đây thì thầy sẽ để đây. Để rồi dựng chỉ tiếp tục. Khi nào sử dụng thầy sẽ xài tiếp. Đây là phòng lưu niệm. Phòng lưu niệm, phòng phát hành giấy. Ngoài ra là mình cũng có thể vào trong này mình tham quan. Mình tham quan xíu xong ấy. Trước khi mình đi tới đây mình mệt cái mình ghé tham quan xem có những gì mình thấy mua về là quà lưu niệm cái gì. À, trong này thì có những cái đồ lưu niệm nè, mình có thể là tham khảo nha. À, có những cái cây cải này là cải cải như ý. Cải như ý. Rồi cái bình hồ lô này, có rất là nhiều. Sông mã. Sông mã là hai con ngựa. Đẹp ha. Ngoài ra có những cái này nữa. Cải như ý siêu to. Nhìn những cái vật phẩm này thì mình cũng có cái ý tưởng được. Một hôm nào đó mình đi được Đài Loan thôi. Đài Loan chắc Đài Loan là xứ sở của những cái vật phẩm mà để thờ cúng á. Ôi bên đây cũng đẹp thế nè. Cái này đẹp quá, nhìn mặt ông hậu ghê luôn á. Ông có hai cái đồng tiền nữa. Bên đây là đẹp nhất nè. Mặt ông rất là tươi luôn á. Trời ơi nhìn thật lắm luôn á. Nhìn cái màu da thôi á. Màu da nhìn thấy nè, đây là dẻ này, dẻ thì mình nhìn không có thật mà ở dưới này luôn nè. Ở dưới này nhìn thật lắm. Trên này thì sẽ không bằng. Ở phía trên này là mẹ quá cái âm Bồ Tát. Mà thật sự là cái sự tinh xảo của ở bên Đài Loan á, làm ra cái tượng nhìn rất có hồn. Ngày xưa bà nội nói Đài Loan là công xưởng mà để làm những vật dụng thờ cúng số 1 thế giới luôn. Yeah. Em thấy là hầu như là các chùa mà có những cái tượng mà nhìn đẹp lắm là hoàn toàn là xuất từ ở Đài Loan qua thôi. Đây là ông Kỳ Hưu. Kỳ Hưu. Kỳ Hưu ông cải. kéo bông cải. Kỳ Hưu là một cái tượng đầu rồng mà thân kỳ lân. Linh vật. À, không có hậu môn cái gì. Ủa gì hả? Có nghĩa là có ý tưởng là nghĩa là chỉ vào chứ không ra. À. Kinh doanh là chỉ có vô chứ không ra thôi. Cái ý nghĩa của Kỳ Hưu. Cả như ý là nghĩa là tất cả mọi điều như ý hết. Đều như ý. Như ý phát tài cái gì đó. Này gậy như ý nè. Gậy như ý và cả như ý. Cái gì cũng như ý. Bởi vì thường người ta tặng khai trương hoặc là tặng tăng gia là tặng những cái món này á để mà gia đình mình là như ý, cái gì cũng như ý. Đây là mã đáo thành công. Mã đáo thành công. Đẹp ha. Những chú ngựa chạy đi sẽ có một chú ngựa quay mặt lại là mã đáo thành công. Đây. Thường là tới 2, 4, 6, 8 8 chú ngựa hả? 8 chú ngựa, và có một chú ngựa quay đầu lại nè. Quay đầu lại là có nghĩa là sao? Mã đáo đó. Mã đáo. Đáo là quay ngược trở lại. Rồi cảm ơn người đẹp nha. Vậy mình tiếp tục đi lên trên tiếp. Trong thời gian mà mình nghỉ ngơi xíu, khoảng chừng 5 phút. Rồi bây giờ điện thoại của Song Hỷ là đang reo rất là nhiều luôn.
từ sớm giờ là reo nhiều lắm. Hôm nay đi chùa lựa cái màu áo nhìn nó nổi quá. Nhìn cái màu áo này là không không có bị chìm. Ở trên này mình có bốn vị hiên dương, bốn hay ba ta, đi lâu quá. À, bốn vị hiên dương là bốn ông. Mình đi phía trên này nha. Ở đây thì các bạn trẻ thường đến nó check in chụp hình đó. Đây, đường lên tuy hơi cực chút xíu nhưng mà cảnh lại đẹp. Ủa, hôm nay có cái cây bông quá đẹp sao mày? Cây này là cây hoa giấy. Hoa giấy hả? Hoa giấy leo. Ừ, mình tưởng cái lá này có bông này lại chứ. Không, hoa giấy leo. Nhà sông Hỷ là có ba chồng là một cây hoa giấy màu đỏ, đẹp lắm. Ở đây thì mình thấy nhìn được bao quát cái cảnh đồng lúa ở An Giang, ở Châu Đốc. Đây là có những cái háp nè. Cái háp thì sẽ có những cái hồ lô trên này. Chắc háp của sư phụ hả? Đúng rồi, sư phụ. Của sư phụ trên này. Cái bằng bảo đồng để giữ hài cốt của các chư vị. Chư vị. Chủ trì các đời trước á. Sắp tới mùa hè rồi, hoa phượng nhiều lắm nè. Mùa hè là ngay cái thời điểm mà hoa với bà đó là sẽ là hoa phượng cũng nở. Vì mình đi lúc trước xin hãy nhớ là khi mà mình đi với bà đó là hai bên đường á là sẽ hoa phượng rất là nhiều luôn. Bây giờ thấy hoa phượng nở là sắp tới là chuẩn bị hè đó. Lúc trước khi đường mà Tân Lộ Kiều Lương quý vị là nhà nước có trồng hai hàng hoa phượng. Khi mùa hè vào thì đỏ rực luôn, nhưng không biết sau này tự nhiên sao đổi lại thành những cây khác. Đây là tứ đại hiên dương. Tứ đại hiên dương, và cả nhà thấy là cái khung cảnh của chùa Hang là một nơi rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn và hơ mộng luôn. Hầu như là các bạn trẻ là thường đi đến đây để mà có những cái bức ảnh đẹp. Đây là cũng một trong những cái địa điểm mà nổi tiếng, nổi bật và đặc trưng ở An Giang. Khi nào mình đi về Châu Đốc là phải ghé đến đây để mà có thể là cúng Phật và chiêm bái. Đây là một cái ngôi chùa mà có kiến trúc độc đáo, được xây dựng trên triền núi ở núi Sam Châu Đốc quý vị. Nằm phía bên triền núi. Đẹp lắm. Ở trong trên máy quay thì xong thì không biết như thế nào, nhưng mà khi mà mình đứng thực tế thì nó rất là đẹp luôn. Ở đây có các cô, các chị đang chụp hình, mình đợi xíu nha. Ở đây là có những cái cục đá để mà mình có thể là bước qua bên ông Phật Di Lạc. Ở dưới này có cá nhiều lắm. Cây này là cây súng à? Cây bông súng. Nhưng mà bông súng mùa này hình như là chưa có hoa. Ở đây là góc đẹp nhất để có những bức ảnh nhìn bao quát được ngôi chùa Hang, như được gọi là Phước Điền Tự gì? Phước Điền Tự. Hả? Tự là chùa, phước là phước báo, điền phước là ruộng, là điền. Ngôi chùa nhiều phước báo, ruộng phước gì? Vùng đất người ta thường gọi là vùng đất mà phước lành á. Trời ơi, giờ này đi khẩu quá trời luôn, không lẽ Xuân Hỷ không biết gì sao nói đúng quá. Hôm qua thì có lên cái bài mà về thu hoạch đũa thuốc nốt á, thì ông bà cô chú anh chị cũng ủng hộ rất là nhiều. Mà hình như là hôm nay là còn khoảng 50 hộp cuối cùng thôi, nên là ông bà cô chú tranh thủ chốt đơn. Chúng đang gọi cho chú để đặt thêm những cái cây mà từ 80 đến 100 năm để phục vụ cho khán giả kênh Xuân Hỷ. Tại vì Xuân Hỷ có nghe các cô chú nói là mình á, ngoài đũa này á, thì mình có đũa thêm cái đũa mà inox. Mà inox thì mình xài lâu ngày rất là có hại cho sức khỏe của mình. Tại vì cái chất của ở trên cái cây inox á, nó sẽ từ ra ten, và cái ten đó nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Nên là chú nói là nhờ Xuân Hỷ bán cái đũa hút nốt này mà bây giờ gia đình của chú là sử dụng, nó yên tâm hơn về cái sức khỏe của mọi người á. Thì chùa He rất là rộng luôn, nằm ở chiền của núi Sam thôi nhưng mà rộng lắm.
nếu mà mình đi lệch ngày ngày mai á, ngày mai thứ bảy chủ nhật là đông á. Xong Hỷ đi hôm nay đỡ hơn một ngày. Sợ đông quá mình không thể chia sẻ được xong. Vì hôm nay á, ở ngoài với bà, ngoài miếu bà đó đông lắm, mọi người đi đông lắm. Mà nhưng mà mọi người là đang cúng ở ngoài đó chưa kịp đi vô đây trong đây. Không mang thức ăn nước uống. Mình sẽ có một cái khu vực để giày dép vào chùa để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh. Xin quý khách không hút thuốc để giày dép đúng nơi quy định. Chúng đây là một cái phòng để dép chứ. Ở đây thầy cũng là chu đáo ha. Đúng rồi. Mình sẽ để dép mình ở đây. Bữa nay đứng gió. Đứng gió đúng. Mình sẽ đi tiếp. Tiếp tục mình đi lên chánh điện gì? Giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh. Xin quý khách không hút thuốc để giày dép đúng nơi quy định. Không ở đây gọi là ăn nước uống. Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Vào chùa. Để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh. Xin quý khách không hút thuốc để giày dép đúng nơi quy định. Không mang thức ăn nước uống. Này mình có thể đi bọc qua đường lên hang. Đây là khuôn viên trong chùa, còn mà cái đường lên hang là khác nữa nha cả nhà. Này một bức tranh vẽ. Giờ tiếp tục mình sẽ khám phá ở chùa hang. Tại sao gọi là chùa hang? Bây giờ Song Hỷ mời cả nhà đi cùng với Song Hỷ nha. Mình sẽ vào trong này nha. Đây mình sẽ vào trong này. Đây cả nhà có thể thấy là đây là một bức tranh của một Từ Văn Môn Tông Tứ Thập Thế Ni Sư Hích Nữ Diệu Hiện. Tương truyền là chùa hang là do bà thợ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1818, lập nên. Sau khi mà lập gia đình, bà gặp cảnh đời trái ngang và nương tựa nhờ cửa Phật thì ở chùa Tây An Tự quy y với Phật, thì pháp danh của bà là Diệu Hiện. Sau thời gian mà tu tại chùa Tây An á, thì do nơi có nhiều người tới lui nên là bà muốn tìm nơi mà yên tĩnh, vắng người để tu hành. Khi mà đi về phía nam á, núi Sam á, thì bà gặp một cái hang sâu, rậm rạp, nhiều cây cối. Và bà dựng lại là những cái am thì bằng tre, bằng lá để làm nơi tu tập. Cạnh am tu của bà đó thì có một cái hang, và ở bên sâu trong á, thì có một đôi mãng xà to. Từ khi mà bà đi đến tu hành thì cái cặp mãng xà này nè thì nghe kinh Phật á, thì trở nên là hiền lành và ăn đồ chay, không hại người và cũng trong chừng thú dữ kẻ gian luôn. Nên là bà đặt cho cặp rắn này là Hanh Xà và Bạch Xà. Sau khi mà bà qua đời thì cặp rắn này bỗng nhiên là không còn thấy nữa.
Và sau đó thì để tránh nguy hiểm thì được lắp lại, chỉ còn một lối đi vào cái cửa thôi, cửa hang thôi. Là cái độ sâu của cái cửa hang là khoảng 10 mét. Bên trong thì thờ Phật A Di Đà và Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát. Giờ thì mình tiếp tục vào trong hang để mà mình có thể là khám phá nha. Vì trong hang này sẽ có hai ông rắn, còn gọi là Hăm Xà và Bạch Xà theo câu chuyện. Và đây là chỉ là một cái cửa hang thôi. Và cái hang động thì có độ sâu rất là sâu và bây giờ là bích lại. Và nơi này là cũng đạt được ba Phật là Tam Thế Phật trong này. Đây là cái hang động ngày xưa sư cô Dự Thiện thường đọc kinh trong đây, thì có hai chú rắn vào để cùng nghe kinh đó gì. Nên hiện tại thì các sư phụ ở đây thì cũng phục dựng lại để cho những người khách tham quan đến đây có thể hiểu được sự tích ngày xưa là hai chú rắn như thế nào. Đây là hai chú rắn gọi là Thanh Xà và Bạch Xà, chú rắn màu xanh và rắn màu trắng đó gì. Trong hang thì cũng hơi tối. Hai chú rắn này là khi xưa rất hung dữ, nhưng khi được nghe kinh, sư cô nghe cho nghe kinh thường xuyên thì cũng đã hiền lại và không còn quậy phá nữa. Mà đặc biệt là ăn chay nha, không ăn mặn nữa, mà không ăn sống, không ăn con này con kia, nhưng mà bảo vệ chùa rất là tốt luôn. Và sau này là do sư cô mất thì trong này thì người ta là cũng muốn là đậy lại cái hang lại để mà sợ vì nguy hiểm, không biết là như thế nào. Còn bây giờ mình không biết gặp rắn còn không thì thì bà con cứ giống như là ngăn ngừa trước đi, thì dạ. Khi các cụ rắn còn thì không biết sao. đây là hình ảnh còn lại của ni sư thích nữ Diệu Thiện nha cả nhà, người sáng lập ra chùa hang. Và kế bên hang của Thanh Xà và Bạch Xà thì cũng có một cái hang để mình đi, như mình đi xuống hay đi lên cũng không biết, chắc đi lên. Đi lên thôi. Đi lên thì giờ mình cũng đi vào trong này luôn nha. Trong này là sẽ làm những cái bậc thang, rồi những cái đường, những cái đèn á, mình cũng dễ đi lắm. Lúc trước thì mình đi xong nghỉ có từng giờ đây quay hai lần vậy. Nhưng mà hoàn toàn là không thể lưu được hình ảnh. Thứ nhất là khi đó mình xài điện thoại di động thì hình ảnh hơi bị mờ. Rồi là thứ hai thì mình cũng cố gắng mình quay để chia sẻ thì lại bị bản quyền do là nhạc kiến sách nhạc á. Đây là một cái nơi là của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và mọi người thường đến đây để mà có thể là rửa mặt hoặc là uống nước, hoặc là để mà lên đầu để phù hộ cho mình bình an. Và đây có cây lược đó nè. Cây lược khi mà mình vuốt tóc như vậy á thì mình sẽ chải lại cho gọn gàng. Tôi nghĩ là giọng lọc mát mẻ từ mẹ Quan Âm. Lúc trước thì mình cũng nói xong nghĩ chắc có dịp nào mà khi nào mình có được cái máy chuyên nghiệp, máy cơ thì mình ở đây mình chơi, mình chia sẻ cái rõ ràng hơn. Dạ. Thì cũng lần này cũng thực sự là đủ duyên để đến duyên. Chia sẻ một năm quay trở lại Sơn Thủy đang nhìn ở đây. Vì khi mà mình đi mấy cái hang ở ngoài, những cái tỉnh ngoài á, có những cái cửa sổ trời hoặc là những cái giếng tiên á, mình có thể nhìn lên phía trên này nè, có những ông tiên rồi những cô tiên. Thì khi mà khi nghe những cái chị hướng dẫn viên du lịch á, có kể là những cái câu chuyện nên là con phải thấy cái lỗ này xong phải lại nhớ lại. Cái này chắc có thể là người ta làm để mà có thể là không cái không khí vô đây á không bị ngập. Mình đi đường này vẫn được, đi đường này ra ngoài luôn. Dạ. Cái đó là chỗ thờ Tây Phương. Đúng rồi. Đó là đường ra ngoài đấy. Cái đường này là trong Tam Thế Phật hay sao á. Nhớ lâu. Sẽ đi thêm một vòng nữa. Hình như là cái đường này là đi lên cái. Trong đây thì mát mẻ quá vậy. Nhưng mà đi hơi mệt nha. Thì rất nhiều cầu thang cao nữa. Lối đi hơi nhỏ. Cầu thang thì bằng đá. Ngày xưa đây là một cái hang tự nhiên cái gì, nhưng sau này thì được
Chánh sư ở đây thì làm cho nó gọn gàng để du khách có thể đến để đi dễ dàng hơn. Cái hang này thì cũng gọn gọn thôi, cái hang này cũng dần dần, cũng không có bị sâu, vì tại nhiều khi mình hang sâu quá thì không biết đường ra. Tôi thật sự ở trong lòng núi mà có một cái hang mà nó rất là dài như vậy thì cũng là điều rất là kỳ lạ vậy ha. Đây là địa tạng như Bồ Tát. Địa tạng như Bồ Tát. Hay là mình đi như thế nào? Quên lâu quá quên được. Đi thẳng lên đi ra ngoài luôn, lên trên túc vậy. Dạ em cảm ơn chị nha. Cái sự lợi gì ở đây có phù gì? Nghe công tắc mở đó. Ở Châu Đốc cũng có chùa hang, và ở Hà Tiên cũng có một chùa hang. Ở Hà Tiên là có mấy con khỉ nữa. Có mấy con khỉ nó đeo đi cho cái núi. Đây là Phật Thích Ca. Hai ông rắn bảo vệ cho ông Phật. Ủa? Cái đường lối đi này nó hơi hẹp nha. Đi khoảng được một người chen qua thôi. Nó hơi nhỏ. Ui. Tôi nghĩ là người tiên phong đi đầu luôn. Ồ, hết hồn. Đây thì có những cái đèn. Đây là đèn tự động. Đèn cảm ứng gì? Để tránh tình trạng là tốn điện. Thôi bây giờ mình đã thấy được cái cửa miệng hang rồi nè. Ở đây có hai cái dấu. Dấu này là dấu quỳ quá. Ở đây có hai cái dấu quỳ nè. Chắc là do mình đến đây để mình quỳ mà đá mà bị lõm luôn á. Vâng ạ. Bây giờ là thành hai cái. Đây là sự tích, nói về sự kiên trì mà để tu niệm cái gì. Khi một ngày ngồi niệm mà đến khi mà đá nó mòn thành hai cái dấu chân cái gì. Đó. Đây là một cái tích rất là hay. Bên đây là cửa hang động cái gì nha. Đó, khi mình ra ngoài thì nhìn vô lại thì nó cứ như thế này. Đây cũng là một cái giếng. Nước chảy quanh năm luôn. Đây cũng là một cái chánh điện nha cả nhà. Bây giờ mình đi xuống. Mình lên trên. Vì chánh điện thì thông thường thì giống nhau. Nên mình cứ chia sẻ những cái gì đẹp nhất ở chùa hang như là Phước Điền Tự. Ở đây mấy cái rễ nó bám trên đá mà bây giờ là rễ nó cứ giống như cái sợi râu vậy. Cái này là cái gì nè, xong hãy quên nè. Giống như cây đa. Những cây này thì cái rễ, cái thân bám vào đá vậy. Thì bám nó lấy dinh dưỡng từ đá luôn. Đây là cái cột. Ở đây thì thầy làm những cái cột bằng xi măng nhưng mà thầy làm rất là công phu nha. Làm như là gỗ thật như vậy. Kỳ công. Ở trong này. Wow. Đây là chánh điện gì?
Ở đây thầy có để những cái tượng A Di Đà thờ rất là nhiều ở xung quanh chánh điện. Phía sau bàn thờ tổ thì thầy cũng để một cái bức tường mà rất là nhiều tượng A Di Đà luôn quý vị. Trong này cũng có Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn nè, trăm tay trăm mắt quý vị. Đây, đây là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài này mát nè. Ủa, bên này đóng cửa rồi. À, thường là mở bên đây, hôm nay đông đóng cửa. À, mình cũng mở ra được. Thế tại gió đóng lại. À, đây. Đây là Tam Thế Phật. Ở đây thì mình thấy ngắm bên hông núi Sam gì. Đó. Mình có thể nhìn thấy được cái phía bên kia. Bên đây bên kia là đồng ruộng đó, người ta đã thu hoạch rồi, còn bên đây là đang vàng rỗi. Đứng trên đây nhìn rất là cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Ở góc này xong hết mình có thể nhìn được cái hướng về trong nhà bàn Chi Tô cũng như là núi Cấm. Đây. Núi gì bên kia là núi gì ha? Cái núi mà dài nhất là núi Cấm á vậy. Bên đó có mây nữa kìa. Còn đường ở này là đường giống như là đường Cống Đồn. À, rồi đường này là đường huyết mạch từ Châu Đốc về Tịnh Biên, Hà Tiên, núi Cấm rồi cái gì. Một đường duy nhất thôi. Mà cái dòng nước ở đây màu xanh lá cây ha. Xanh lá cây nhìn đẹp lắm. Khi mà nước màu xanh nghĩa là nước nó bị không có chảy sao mày? Nó động lại một cái động lại thì nó sẽ bị riêu thôi. Nhưng mà ngoài nó đẹp. Góc này có thể là góc đẹp nhất khi mà để các bạn ở đây chụp hình nè. Sau lưng là một cái đồng lúa vàng tươi luôn. Những cái thửa ruộng vuông vuông và dài dài nhìn đẹp. Còn góc đối diện có nghĩa là nơi mà Đức Phật cao 82m đang xây dựng. 81 hay 82? 82 hay không? Tượng Phật bằng đá thiên nhiên đặt vào vách núi lớn nhất Đông Nam Á. À, còn cái đường này mình đang đứng đây nè, có một cái hồ cá nằm ở dưới này, nó có mấy bạn trẻ đang chụp hình ở dưới. Giờ tiếp tục chia sẻ cho mình ha. Vì những ngày này thì mình thì Song Hỷ cũng ở gần nhà thôi, cũng ít đi đâu xa được, thì khoảng một tuần thì mình quay lại mình làm thất rồi, nên thời gian nó cũng không được nhiều. Tại vì tuần này là thứ ba của ba, thứ sáu là vô khách, thứ bảy là ra khách, thì nên là mình sẽ tranh thủ cái thời gian một xíu, buổi sáng đó mình tranh thủ chia sẻ đến ông bà cô chú. Khi mà cái thời gian này, thời điểm này là rất là thích hợp, tại vì mình đi miếu bà chú xứ sẵn, mình đi tham quan những địa điểm lân cận luôn, mà nhiều khi ông bà cô chú cũng đi về đây cũng không biết ở Châu Đốc có nhiều địa điểm địa danh quá trời luôn, rồi những cái món ăn ngon nữa. Nhiều khi mình ở địa phương mình thấy nó quen thuộc thôi, còn nhưng ở những du khách ở xứ khác thì rất là muốn biết những cái danh lam thắng cảnh địa phương mình á. Thì hôm qua thì Song Hỷ cũng đọc được cái comment của khán giả là nói Song Hỷ ơi chia sẻ chùa Hang, chùa Phước Điền đi. Thì nên hôm nay thì cũng nên là sáng nay là Song Hỷ quyết định đi sớm để mà quay chia sẻ. Với lại mình đi giờ này á mát, chứ mà đi giờ trưa nắng mà nóng. Mà hôm nay nghe khi mà quý vị đi chùa Hang á thì tranh thủ sao mà tầm 8 giờ 9 giờ là thôi. Chiều là chiều tối thì chiều sẽ đẹp thì giờ mát. Chứ mà đi giờ 11, 12 giờ đêm, 12 giờ trưa là nóng lắm. Vì ở trên này là núi nên là nó sẽ... Nhưng mà mình phải loại thang, bậc thang rất là cao. Ở đây thì thầy làm những cái khuôn viên rất là đẹp luôn. Nó khá nhiều quá. Ở đây cũng là một nơi lý tưởng để mà chụp hình. Xíu nữa anh cameraman cho Song Hỷ một tấm hình nha. Tại vì không gầy, không có hình up lên trên cái nền tảng. Không có, không biết là Song Hỷ đang làm gì luôn.
Đây là một cái hang. Hôm bữa còn cái thác chảy xuống không ấy, hôm nay chắc thầy tắt. Cái này nó thác là chảy là xuống là... vui lắm. Mình có thể đi qua đây cho mấy bạn chụp hình. Xuân Hỷ muốn chụp đâu? Xuân Hỷ muốn chụp ngay chân cái cầu nè. Hình như nó bị cháy nắng ấy, Xuân Hỷ. Rồi ok. Rồi nha, rồi 1, 2, 3. Chụp đây đồng mi nửa người thôi. Rồi 1, 2, 3. Mình đi nhường lại những chỗ cho mấy bạn chụp hình. Mình đi đường xuống này đường đi được không ta? Được hết, đường nào cũng được. Cái đường này nãy mình chưa đi nè. Đường này mình sẽ quay xuống sân thượng của chùa. Cái màu nước xanh xanh ha. Màu nước xanh xanh là nước ở đây là không có ra vô được á. Là màu rong riêu vậy. Cá nhiều lắm á. Lúc trước nhớ là có con cá sấu kiển á. Mùa này nóng, hanh nóng. Mấy cái cây này nó phải như mùa mưa, lá nó mới nhiều hơn, nó mới xanh tươi. Hôm nay Xuân Hỷ mặc cái bộ đồ áo dài. Áo dài nhìn định là mặc áo bà ba mà thôi. Lâu lâu đi chùa, mà chùa đẹp quá, mặc áo dài cho nó thức tha xíu. Hơn là những ngày 14, 15 ở đây, 28, 29 là chùa sẽ có những cái bữa ăn buffet dành cho Phật tử khi mà đến viếng chùa. Còn hôm nay là ngày bình thường sẽ không có. Rất là mát luôn, trời ơi, mình đi xuống đây nó dưới bóng cây này nó mát lắm luôn á. Mình từ ở trên đi xuống dưới, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Pháp giới trang nghiêm. Cái đường này là trên này là gọi là cái gì anh? Nãy gọi là sân thượng hả? Ừ, anh thấy nó rộng, nó sân thượng này. Cô không biết là cái gì. Chùa giờ quá rộng rồi. Này nó đi xuống bếp đi chứ mấy. Xuống bếp nên là không phải sự là không được vào. Hôm bữa mình có tiếp mấy chị đi nấu bếp một lần á. Nhưng mà thường ngày thì khó vô lắm. Lúc trước là Xuân Hỷ và anh Caramel là có đi làm công quả chắc chùa. Nên là đôi khi ở những cái chùa là Xuân Hỷ đều biết cái khu vực bếp là biết đầu tiên. Đôi khi không biết được cái khu riêng ở đâu hết. Nhưng mà bếp thì chắc ăn sẽ biết. Tại chỉ vô rồi vô bếp luôn chứ không có đi vòng vòng. Không có vòng đi vòng vòng như vậy. Rồi sau đó mình thấy là mình bưng thức ăn lên để cúng các sư, các thầy. Dạ. Chứ cũng không đi vòng vòng để làm gì. Đây là nơi mà phòng khách. Này cũng là không được vào luôn, tại vì khu vực này là khu vực nhà bếp, đi không qua từ ở trên này đi nhà bếp nằm đây vậy? Đúng rồi, nhà bếp và nhà ăn luôn, nhà bếp nhà ăn ăn bên đây nè, nhà ăn là bên đây, khi nào mà có nấu mới đi xuống được, còn mà không có nấu là khu vực này sẽ có cái bảng. Xong hãy qua đây để mình chia sẻ từ phía trên xuống để khán giả để thấy được nét đẹp của chùa hang. Nhìn ở phía ngoài này có một cái nét mà rất là cổ kính, nó hơi rêu rêu xanh xanh á. Anh thấy không? Nó rêu rêu xanh xanh nhìn. Mình cảm nhận là nó rất là lâu rồi. Nhìn giống những ngôi chùa cổ của Ấn Độ thôi nha. Đẹp lắm. Xíu nữa mình qua bên đó xin tâm trước, xong phải chụp áo dài ở bên đó đẹp lắm. Nhìn đi qua bên đó mình xin tấm hình. Cái này là do là sơn á, sơn quét theo cái kiểu cổ kính á, nhìn đẹp ha. Ở đây mình chụp hình được không? Được thôi. Chụp cho xong thì tấm hình nha. Rồi 2, 3. Rồi 2, 3. Thầy ha, những cái kiến trúc này kiến trúc nhìn rất là đẹp thầy đó. Làm rất là kỹ lưỡng công phu. Bức tường này thì thầy là theo nét cổ của những ngôi chùa Ấn Độ vậy, nét rêu xanh đó. Rêu xanh nhưng mà cái này không phải là do mình làm đúng không?
này là do mình nhân làm. Tạo thôi, chỉ là cái mình thiết kế thôi. Nhìn vô chứ thì mình là thấy là cổ kính. Cổ. Là những cái kiểu nhìn rất là đẹp, nhìn nó cổ lắm. Đẹp quá. Ở đây là quanh năm là hoa màu là đủ hết. Nhất là hoa giấy với cái hoa vàng vàng này nè. Hoa vàng vàng này là lúc nào cũng mọc đầy hết trơn. Không có theo mùa. Thật sự có lời khen ngợi Hòa Thượng trụ trì ở đây là có một cái nét đặc trưng là vừa trang nghiêm nè, vừa cổ kính luôn. Thu hút được rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi về đây quý vị. Đẹp lắm. Việt Nam mình có nhiều chùa hang mà mỗi nơi đều có một cái nét đẹp riêng. Mà Song Hỷ lại hãnh diện ở quê hương của mình lại cũng có chùa hang và cũng thu hút được rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Hồi nãy là cả nhà thấy là có cả khách nước ngoài luôn cũng đến đây để mà chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của chùa hang, còn gọi là chùa Phước Điền. Hôm nay thì Song Hỷ cũng muốn chia sẻ đôi chút về những cái địa điểm địa danh của mình, và đây là cũng là một di tích văn hóa lịch sử ở tại địa phương. Nếu mà cả nhà có thể là nếu mà có về Châu Đốc An Giang cũng có thể ghé ngang chùa hang để mà có thể là lễ Phật, chiêm bái và có thể làm chụp những bức ảnh để mà có thể khoe đến tất cả các bạn người hang của mình hoặc là những bạn ở nước ngoài có về đây du lịch ở Việt Nam thì cũng là một nơi mà mình để mà mình có thể là trải nghiệm nha. Bây giờ xong hãy đứng đây đi, ngay một cái background mà trùng với màu áo Song Hỷ nè. Màu hồng cánh sen. Wow. Song Hỷ là thích màu hồng cánh sen lắm. Bánh đèo. Còn video này thì ngày hôm nay thì Song Hỷ cũng tranh thủ thời gian để mà về phụ với gia đình của mình. Tại vì hôm nay là vô hắc của ba. Và hắc này là tuần thứ ba. Từ lúc mà ba mất tới bây giờ, Song Hỷ sẽ về phụ với ba mẹ, phụ với mẹ để mà lo cho ba cúng kiến. Vì hôm nay thì sẽ tiếp rất là nhiều các tăng ni đến nhà mình đọc kinh cho ba để mà hồi hướng cho ba siêu sinh về Tây Phương Tịnh Độ. Video này thì Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn cả nhà luôn yêu thương ủng hộ cho Song Hỷ và anh Caramel. Song Hỷ và anh Caramel sẽ cố gắng rất là nhiều để có thể là ra nhiều video hay hơn và quảng bá về địa phương của mình, nhất là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và những món ăn ngon tại ở địa phương. Và cũng xin mượn lời Song Hỷ là cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã ủng hộ những sản phẩm trên kênh Song Hỷ, như là hôm qua nay thì đường thốt nốt và đũa rất là nhiều, bán rất là chạy hàng. Qua đó là cũng là khô nè, mắm nè, rồi cái cô hú dừa của Phan Diễm, chậm chéo của Hải Sa Ba TV. Có thể sau này mình sẽ liên kết nhiều anh em hơn nữa để những mặt hàng những địa phương khác sẽ được chia sẻ ở Châu Đốc An Giang. Mong quý vị khán giả ủng hộ nhiều hơn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị ạ. Bye bye.